Xe chốt và pháo là những thứ mà em tao xăm mình. Xe tốt quần áo là những thứ mà tao bao năm rình. Phường khóm công an là nơi tao đang đăng hình. Hẻm 48 ngay từ xưa đó không là yên bình. Sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay. Việc tao làm cũng như mọi ngày, thằng Caric đã thấy. Tao làm việc của tao, khi tất cả trở thành vấn đề tao để giao làm việc của tao.